Mến chào quý anh chị, là đây em đây, Phan Hảo Rượu Tàu chuyên sang Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa, tọa lạc ngay xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì vị trí em đang đứng đây là cách khu công nghiệp Đông Anh của Long Tân nó đâu đó khoảng tầm 300m thôi. Tí nữa em sẽ quay ra lại cho anh chị xem ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất bên hông căn nhà này luôn nha anh chị. Đặc biệt lô đất của mình là đối diện quay ra hồ Long Tân ha. Đây, quay ra hồ Suối Môn này luôn nha. Cách hồ này chắc khoảng tầm là đường chim bay là khoảng tầm 300m ha. Đối diện hồ này là khí hậu mát mẻ quanh năm luôn nha anh chị. Bên hông căn nhà đường nhựa thông luôn ha. Hướng này là mình đi ra ngay đường tỉnh lộ 765 nha anh chị. Cách tỉnh lộ 765 nó đâu đó khoảng tầm là 400m thôi. Đường tỉnh lộ 765 đó là đường huyết mạch nha anh chị. Lô đất mình bên hông căn nhà này luôn nè. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 263m2. Bám mặt tiền đường nhựa là từ cái mí nhà bên này nha, từ cái mí nhà bên này. Bám mặt tiền đường đây là 23m, hai mặt tiền luôn nha anh chị, hai mặt tiền đường nhựa luôn. Sâu vào trong là 12m rưỡi. Đất của mình là quay về hướng đông bắc ha. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng, đất đỏ Ba Giang ha. Rất thích hợp cho anh chị về đây làm nhà nghỉ dưỡng hoặc là mình xây phòng trọ cho thuê, tại vì gần khu công nghiệp Đông Anh đây nha anh chị. Bám mặt tiền mình rất là nhiều luôn ha. Bám mặt tiền tới 23m, lặng hơn 23m. Đất của mình là quay về hướng đông bắc nha anh chị. Giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu. Giá cực kỳ hời nha. Theo em nghĩ là lô này là giá thấp nhất thị trường mà giá cực kỳ hời nha anh chị. Anh chị nào mà nhanh tay thì inbox liền cho em lô đất này, sổ sẵn công chứng sang tên ngay, giá cực kỳ hời. Khu dân cư đông đúc đây. Đường này là đi thẳng ra hồ đó, đứng đây nhìn thấy hồ luôn anh chị. Đây. Anh chị nhìn bên hông căn nhà này nè, đó có một cái hồ bên này, đây này. Đây là cái hồ nha. Hồ Long Tân đây anh chị. Nhìn thấy hồ luôn. Mình là view nhìn ra hồ. Mình anh chị chỉ cần làm căn nhà khoảng tầm là một lầu là nhìn ra thấy hồ Long Tân nha anh chị. Hai bên đây là khu dân cư, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn nha. Theo em nghĩ làm phòng trọ cho thuê là quá tuyệt vời luôn, tại vì sát với là khu công nghiệp Đông Anh ha. Để em quay ra khu công nghiệp cho anh chị xem. Hướng này là ra ngay tỉnh lộ 765 nha anh chị. Cách tỉnh lộ 765 chắc khoảng tầm 300m, 400m đổ về thôi. Điện nước đầy đủ, điện nước wifi đầy đủ nha anh chị. Đây, lô đất mình đây nha. Hai mặt tiền luôn. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ rồi, xây dựng tự do. Giá rất là rẻ nha anh chị. Nói chung là chủ đang kẹt tiền muốn bán gấp nha. Long Tân, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu. Đường nhựa hai ô tô né nhau thoải mái luôn nha anh chị. Đây là khu công nghiệp Đông Anh nha anh chị. Cách khoảng tầm theo em nghĩ khoảng tầm hơn 200m thôi. Đây là khu công nghiệp. Đây là cổng sau. Để em quay ra cổng chính cho anh chị xem ha. Ở đây thì phòng trọ rất là nhiều luôn. Anh chị nào mà tài chính thấp ha, đang làm ở khu công nghiệp này mà đang tìm đất để làm nhà, thì theo em nghĩ lô đất này là quá thích hợp luôn. Mặt tiền đường nhựa, vừa làm khu công nghiệp hoặc là ở nhà mình kinh doanh nhẹ nhẹ anh chị. Quán nước ha, kinh doanh nhẹ nhẹ khá là ok luôn. Đây là cổng trước của khu công nghiệp Đông Anh. Mình là gần chợ Long Tân, gần khu công nghiệp Đông Anh, khu dân cư kính luôn nha. Trường học, ủy ban, nhà thờ rất là gần luôn nha anh chị. Đây là cổng chính của khu công nghiệp Đông Anh. Khu công nghiệp này chắc khoảng tầm là gần 10.000 công nhân, khá đông. Mình là ngay cổng sau ha. Đây là cổng chính nè. Đây là cổng trước của khu công nghiệp Đông Anh anh chị. Đây địa chỉ là xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Khu công nghiệp Đông Anh nè, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để em quay ra tỉnh lộ 765 cho anh chị xem. Mình là đường thông luôn nha anh chị. Nếu mình đi hướng kia cũng ra tỉnh lộ 765. Đi hướng này thì ra cổng chính Long Tân và ra mặt tiền tỉnh lộ 765 được luôn nha. Anh chị quan tâm inbox cho em xin nói lại là tổng diện tích là 263m2. Ngang là 23m,
sâu vào trong là 12,5 m. Đất phủ hồng toàn bộ lên, thổ cư thoải mái nha. Hướng đông bắc, giá 1 tỷ 150 triệu, ra đây là tỉnh lộ 765 rồi. Quan tâm mình bóc liền cho em nha. Giá chỉ có nhỉnh 1 tỷ là sở hữu được rồi anh chị. Giá cực kỳ hời. Đường này tỉnh lộ 765, hướng này là về vòng xoay Đất Đỏ, Tượng Đài Mẹ, Võ Thị Sáu này. Và cũng là hướng đi về biển Phước Hải ha. Cách khoảng tầm 15 phút đi xa là tới biển rồi. Và cũng là hướng đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc. Và đi thẳng một đường luôn nha anh chị, đi hướng này. À, còn hướng ngược lại đây anh chị, hướng ngược lại là mình đi khoảng tầm là 2 km là về khu nghiệp Đá Bạc. À, và đi khoảng tầm 5 km nữa là tới ngay ngã 6 Đá Bạc, đi về Châu Đức. À, đi về quốc lộ 1A, ngã 3 Tân Phong ha, cao tốc Long Thành Dầu Dây. À, đây mình rẽ vào đây anh chị. Và bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem luôn ha. À, mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn nha anh chị. Thửa đất số là 635 tờ bản đồ 22, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, rồi Vũng Tàu. Tổng diện tích là 263,6 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng mình là cây hàng năm ha. Đất của mình phủ hồng lên thuộc cư thoải mái nha anh chị. Đây, mặt tiền đường nhựa nè. Đất của mình là quay về hướng đông bắc ha. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Và đây là bản quy hoạch của mình anh chị. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, đất ở nông thôn hết luôn ha. 263,6 là đất ở nông thôn này. Ngang là 23,8 m, sâu vào trong là 12,3 m. Cho anh chị xem là khu dân cư đông đúc, đối diện hồ luôn nè. Đây, à, mình là đối diện hồ nha. Còn bên này là khu công nghiệp Đông Minh, khu dân cư là kính kình kịch, ủy ban, nhà thờ, chợ ở đây. Thì xuống đây là ủy ban, chợ, nhà thờ nha, Long Tân. Sản phẩm của mình là đối diện hồ nha anh chị. Mình là đối diện hồ luôn. Khí hậu là mát mẻ quanh năm, đi ra biển cũng khá là gần. Anh chị quan tâm inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.